Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 10 sản phẩm nhé, 10 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ giao lưu với tất cả mọi người. Và bên em thì cam kết tất cả sản phẩm bên em bán ra đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng phát, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em. Ở trên này có đầy đủ thông tin cửa hàng nha mọi người, tên, địa chỉ như là số điện thoại ạ. Đây là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng nha, 0378 275 894. Em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Mọi người có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại này hoặc là nhắn tin vào Zalo cho em nha, cũng là số này luôn. Phía sau em sẽ kim luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Và em có hỗ trợ thu đổi cũng như là lên đời cho mọi người luôn. Nên mọi người cứ yên tâm ạ. Rồi, đầu tiên em vào mã số 1, một chiếc đồng hồ Casio. Hôm nay thì rất nhiều những sản phẩm mà em thu của lại của khách ha. Nói chung là khách, những vị khách rất là chịu chơi, chịu chi à, những con đồng hồ này mà mua với cái giá là 3-4 triệu không à đó. Và mua của tại cửa hàng em luôn, tại cửa em có bán mới những con này. Thì những con này là do hàng là phân phối chính hãng của Casio á, thì giá thành nó rất là cao. Con này thì nếu mà bán mới em bán cho khách là hình như là khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu, 2 triệu 8, 2 triệu 9 gì đó. Và khách đeo một thời gian thì nói chung là ngoại hình thì nó của em nó cũng có sờn cũ rồi ha, và cao su mà, vỏ cao su thì nó chịu va đập rất là tốt. Và thì độ cũ nó theo file mà theo thời gian thì cũng còn, mọi người cũng đã thấy rồi ha. Nhưng mà cái máy thì nó của nó rất là bền. Máy đồng hồ điện tử Casio thì mọi người biết rồi, 20, 10 năm, 20 năm với đối với nó không là cái đinh gì chứ. Chỉ cần thay pin là nó chạy, thay pin là nó chạy thôi. Và con này thuộc dòng cao cấp của Casio, đó là dòng G-Shock ha, G-Shock. Phía sau dây khóa zin theo mọi người, Casio China. Thì Casio nó sẽ lắp ráp ở 3 nước, mà mọi người biết rồi, nó một là lắp ráp ở Nhật thì giá thành nó sẽ cao hơn, hai là lắp ráp ở Thái Lan, ba là lắp ráp Trung Quốc. Để cạnh tranh với thị trường thì đa số những sản phẩm hiện nay thì được lắp ráp tại Trung Quốc ha mọi người, lắp ráp tại Trung Quốc thôi, nhưng mà nó là vẫn là công nghệ, vẫn là cái hàng chính hãng nha, chứ không phải là hả lắp ráp Trung Quốc là đồ tầm bậy tầm bạ. Thì mọi người cứ hiểu theo chúng ta, thì chúng ta cứ hiểu là xe Honda của Nhật nhưng mà vẫn lắp ráp tại Việt Nam nha. Là lắp ráp tại Việt Nam để làm gì? Cái thứ nhất là nó cho nó mặt bằng nó rẻ nè, không mặt bằng ở, cho thuê mặt bằng nó rẻ, thuê nhân công nó rẻ, và cũng như tiền điện của tất các nước như chúng ta này như thế này thì nó rất là giá sẽ rất là rẻ. Mấy anh em đi xuất khẩu lao động biết rồi, tiền điện tiền nước ở bên kia rất là cao chứ đâu có rẻ như bên Việt Nam mình. Thì một người người công nhân của Nhật ở Nhật cũng vậy, kiếm một tháng kiếm được 40 triệu, nhưng mà chi phí ở bên đó cũng hết mười mấy triệu rồi. Vẫn là người Việt Nam qua bển làm nhưng mà là lương được 40 triệu, nhưng mà người Việt Nam làm ở Việt Nam thì lương chỉ 8 đến 10 triệu thôi. Cho nên là cái giá của nó đẩy vô sản phẩm á, nó cao lên, chứ không phải là nó sai lệch về mặt chất lượng. Anh em hiểu vậy ha. Rồi, quay lại với sản phẩm này thì em sẽ check thử giá nó ha mọi người. Giá check giá thì em cũng hướng dẫn mọi người nhiều rồi. Mọi người dùng một cái điện thoại có Google, chúng ta sẽ tải cái phần Google này về. Để mà tắt luôn đi cho nó dễ. Google ha, vào Google nè. Trên phần Google chúng ta sẽ thấy có cái máy ảnh này. Bấm vào cái máy ảnh ha. Đó, bây giờ nó có cái kính lúp để chúng ta tìm, thì chúng ta đẩy cái đồng hồ ngay dính giữa cái khung hình vuông đó, bấm vô. Đó, nó tìm ra chúng ta liền ha. Đó, đây là trên đang bán là 2 triệu. Con này em bán cũng lâu rồi, mấy năm trước rồi nè, thấy chưa? Pelo Pela nó bán nè, 2.687.000 một chiếc đồng hồ mới ha. Rồi có hai hình thôi, để coi ở ngoài còn có ngon còn số nào bán nữa không.
Đây thì cái con này là cái con giống nhất cái con mà em cầm trên tay ha, Rotax Casio. Cam kết với mọi người là hàng chính hãng. Mọi người có nếu không tin mọi người có thể nhắn tin cho em mở máy chụp hình máy qua cho mọi người xem ha. Thì em bán giá là 500.000, quá là ok so với một cái cổ máy mà bền bỉ như của Casio rồi. Mức độ kháng nước của em này là 200m nha, 200m. Rồi mọi người mua về đeo trải nghiệm thử như thế nào. Mấy con này thì bao quăng chọi luôn, bền khỏi bàn. Rồi mã số 1 giá là 500.000, mua cho mấy cháu nhỏ đeo cũng ok, cũng yên tâm cho nó xem giờ ha. Mặt ngang của nó là 43 nè, 42,7, gần 43 ha. Chin nguyên bản, chin cả dây. Rồi tiếp theo là con này cũng là con G-Shock nè, mặt vỏ trắng ha. Hình như em nhớ con này chúng ta thay vỏ được nè, có thể mod vỏ, mua vỏ mới về thay. Ở trên Shopee bán chắc nhiều á. Còn con này thì không biết sao mới có vỏ bán không. Cái mẫu đó thì thông dụng hơn mẫu này, và con mẫu này thì nó mắc tiền hơn đó. Tất cả các chức năng thì em đã test rồi hết nha mọi người. Mọi chức năng chạy hoạt động hoàn hảo, chỉ là nó không có đèn thôi. Mấy con này nó không có đèn. Phải không ta? Rồi mã số 2 ha, cũng là một chiếc đồng hồ G-Shock, giá là 500.000, có Bluetooth luôn nè, này có Bluetooth. Rồi bây giờ tới con này chúng ta cũng kiếm nữa ha, cũng kiếm y chang vậy thôi. Quay về cái màn hình có cái máy ảnh đó, quay về cái màn hình có máy ảnh ha, để cái đồng hồ vô chính giữa, cái khung vuông và bấm tìm. Đây nó sẽ ra chiếc đồng hồ nào của chúng ta ở đây, G-Shock DVK6900 ha. Nè. Con này là bản GB6900. GB6900. Con này thì bản nội địa luôn ha mọi người, có xe băng nè. Đây nó ha, đây nè, GB6900 ha, đúng cái mã, đúng model ha. Đây anh Khuê đang bán là 4.442.000. Rồi em bán hơn cái lẻ một chút xíu. Nói chung là chúng ta mua cái này thì ngoại hình nó xấu nhưng mà được cái máy nó tốt, bền, kháng nước vẫn là 200m ha mọi người, kháng nước vẫn là 200m. Cái này mua tập tạ oversize được chơi. Rồi vòng ngoài của nó là 50 ha, anh em thích đeo oversize với anh tay to to thì đeo chiếc này được, giá cũng là 500.000 nha. Khóa zin. Mã số 2 giá 500. Mọi chức năng hoàn hảo, chỉ là không có đèn thôi mọi người. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Bowen Smith, một thương hiệu thời trang, đồng hồ thời trang của Nhật ạ. Một chiếc đồng hồ thương hiệu thời trang của Nhật. Vỏ thép không rỉ 316L, mạ vàng ha. Kính là kính khoáng cứng và thiết kế cong nhẹ nha mọi người. Kính khoáng, thiết kế cong nhẹ, kính chưa trầy xước. Vỏ ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Em đánh giá hôm nay ngoại hình nó còn tầm 98% ạ. À. 97-98% nha. Còn mới ken đẹp à. Đáy nó đây. Đáy nó thì nó, mọi người thấy trầy không, nhưng mà trầy cái miếng dán nha mọi người. Cái này trầy miếng dán, lột miếng dán là hết liền. Còn phần ngoài thì nó là bị bẩn nha. Để em chùi cái đó. Đó, chùi là sạch rồi ha. Đó, còn cái này là chính giữa là miếng dán. Con này bản nội địa nè. Mức độ kháng nước là 100m ha. Stainless steel, vỏ thép không rỉ. Bay là cái vỏ. Rồi, Made in Japan, bản nội địa, số seri và tên mã máy ha. Vỏ mạ vàng, vàng nhạt nha. Màu vàng rất là nhìn nó không quá lè lẹt ha mọi người. Màu vàng này khá là
trầm tính. Em này mã số 3, giá bán là 800.000 với khóa zin và dây zin luôn ha. Em này dây khóa zin nguyên bản của nó. Máy chạy 3 kim và một lịch ngày nằm ở gốc 3 giờ, bản nội địa gốc 6 giờ, có dòng chữ sa băng ha. Rồi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, độ mới cao. Giá em bán là 800 ạ. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, size 40.05. Size 40.05 ạ. Rồi, nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha, rất là dễ thương. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ Orient ha mọi người. Orient. Con này cũng lắp ráp Trung Quốc nè. Nó sẽ phía sau đáy của nó sẽ có dòng chữ là Assemble in China. Nó giống như cái chữ mấy câu đồng hồ chiếc điện thoại iPhone á. Mấy chiếc iPhone cũng có dòng chữ đó. Rồi, con này là kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ ha, được mạ PVD đen, rất là đẹp. Và kính này có xước ha mọi người, có trầy xước nè. Kính này em này là kính cong ạ, kính cong. Vỏ thép không rỉ nha, được mạ PVD đen. Dây khóa zin nguyên bản đây. Và đầu tiên con này là em xin nên quên nữa, cái con này là máy tự động nha, automatic của nhà Orient à. Máy chạy 5 kim ha, 3 kim cơ bản giờ phút giây, 1 kim chỉ thứ, 1 kim chỉ ngày và một kim chỉ thứ, 1 cái kim chỉ 24 giờ nha mọi người. Đó, kim chỉ thứ, kim chỉ 24 giờ. À, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, có một ô lịch lọc nằm ở dưới góc 6 giờ luôn nha. Bản automatic, mặt màu đen có vân 3D à. Kính nó có xước nha, kính nó có xước, vỏ thép không rỉ. Độ mới này em đánh giá tầm 95% à, 95%. Mức độ kháng nước là 50m nè, nó có dòng chữ Assemble in China. Đó, cái dòng chữ này thì nó giống trên những chiếc đồng hồ iPhone của chúng ta. Ai xài iPhone thì thấy dòng chữ này rất là quen thuộc. Nó nằm trên hộp và cũng như là nằm trong cái case sim của máy. Rồi để em đo size lại nha. Size này hình như là 38 nè. Size 38, máy cơ automatic nha mọi người. Chạy rất là chính xác. Mã số 4, giá em bán là 1.6.000 ạ. 1.6.000, size 38. Cam kết với mọi người là hàng chính hãng nha. Phát em đền cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Rồi, nào ưng mẫu này thì chốt giùm em nha, mã số 4 với 1.6.000. Rồi, tiếp theo là một chiếc đồng hồ Seiko 5 quân đội. Con này thì bây giờ nó rất là hiếm rồi, con này rất là được ưa chuộng ở trên thị trường, với tại vì hồi đó là nó rẻ, nó dễ tiếp cận á. Đồng hồ cơ ngày xưa mà người ta mà nghe về đồng hồ cơ người ta rất là thích. Và cái dòng mà người ta tiếp cận dễ nhất đó chính là dòng này, dòng Seiko 5 quân đội này đây. Được mệnh danh là dòng rất là trâu bò, bền bỉ với thời gian, kháng nước, đi mưa, nói chung là tá lả bên hết. Làm cỡ nào thì nó vẫn chạy được ha. Rất là bền. Cho nên là nhưng mà nó đã ngừng sản xuất rất là lâu rồi. Những sản phẩm bây giờ chúng ta chỉ có là những tìm lại từ những bạn sưu tầm hoặc là những người chơi cũ bán lại thôi. Và những con đó thì tình trạng nó không còn đẹp như thế được như thế này nữa ha. Con này ngoại hình tương đối là đẹp ha, nó chỉ xước nhẹ ở chỗ này và chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết nha. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ à. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, mặt xanh lục quân ha, mặt xanh lục quân, dây NATO, dây zin nguyên bản của hãng nha mọi người, dây zin nguyên bản của hãng. Em này chạy máy 7S26 ạ. 21 chân kính tự động automatic. Máy chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngày. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Mức độ kháng nước của em này là 50m nha. 50m. Mặt màu xanh rêu. Độ mới còn rất là cao ạ. Con này thì nói chung là hàng bây giờ cái mẫu này thì rất là hiếm rồi. Đó, size nó là size 37 nha mọi người. 37, 37,5 luôn rồi. Hồi đáy nó đây ha. Đây. 21 chân kính 7S26 ha. Trên thân máy có dòng chữ Seiko. Trên chỗ ba lăng, bánh lắc của nó thì nó có chữ Seiko luôn ha. Để chúng ta phân biệt hàng chính hãng và hàng fake. Đó. Máy thì còn rất là đẹp luôn, không có tì vết gì hết.
vỏ thép không rỉ ha, kính khoáng cứng, chính hãng của nhà Seiko, dòng Seiko 5 quân đội size 37. Em này em bán là mã số 4, giá 2 triệu nha, 2 triệu. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Triệu ha. Cái này là bụi nha, để em thử. Rồi, mã số 5, giá 2 triệu, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ạ. À. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chống nước tốt. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ đến từ nhà Citizen, dòng máy pin năng lượng mặt trời Eco Driver ha mọi người. Con này thuộc dòng Duratec, là nó làm toàn thân phơm vỏ và dây, được làm từ titanium ha mọi người, và có cái độ, có cái trọng lượng rất là ấn tượng. À, trọng lượng em này rất là nhẹ luôn, em cảm giác là cầm nó như một tờ giấy vậy, làm như một tờ giấy, cảm giác cầm như không cầm ha mọi người. Kính em này được chế tác từ kính sapphire ha, nhìn vào trên mặt đây rồi thì mọi người thấy nó rất là trong, cảm giác như là không có kính luôn đó. Có dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Made in Japan nè. Con này chạy 3 cốt 6 kim ha. Con này kim ở dưới này là có những kim chức năng, kim hẹn giờ, kim báo thức nè ha. Có chức năng nè mọi người. Từng cái vạch là mọi cái chức năng riêng của nó. Và góc 4 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ha. Và góc góc 10 giờ. Góc 10 giờ là kim 24 giờ để chúng ta xác định ngày và đêm ha mọi người. Còn kim bên này là chức năng gì thì em chưa rõ. Thôi mọi người về tìm từ từ tìm hiểu ha. Và toàn thân vỏ của em này được làm từ titanium ha mọi người. Còn rất là đẹp luôn. Mấy cái quần đen đen này chỉ là bẩn thôi. Không, lam là sạch. Zin ha, dây zin nguyên bản. Mã số 6 giá 2,5 triệu. Và con này á, nếu chúng ta mua mới á, trên thị trường thì em có thể là giá nó gần 8 triệu nha mọi người. Thì vẫn là cái cách kiểm tra cũ ha. Chúng ta sẽ vô sử dụng Google và để tìm cái sản phẩm này. Thì vẫn là sử dụng Google và dùng cái máy ảnh này chúng ta làm ha. Đó, 7.554.000. Đây nó đây ha. À, từ tay nè, từ 4 Citizen, từ 24 giờ, từ 28 nè, chữ time ha. Lịch nè. Rồi, đúng cái mẫu rồi ha mọi người, đúng cái mẫu rồi. Rồi, khách đang nhắn tin cho em này ha. Rồi, giá mới của nó là 7,5 triệu ha mọi người, 7,5 triệu. Cái này nó mô tả thông tin ha, quạt năng lượng mặt trời, size 40, kính sapphire, vỏ titan như titan ha. Rồi, con này hàng mới thì đang bán là 7,5 triệu, em bán 2,5 triệu thôi. Và con này thì còn rất là mới, độ mới em đánh giá tầm 95%, nó chỉ chạy cái viền trên này thôi, còn lại là đẹp hết nè mọi người. Nhìn góc nó đẹp ha, không sáng bóng luôn. Vỏ titan dây nãy thì em quay cho mọi người rồi, phía sau đáy nó cũng vậy. Con này là bản nội địa và mức độ kháng nước của em nó là 100m nha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, pin năng lượng mặt trời Citizen Eco Driver ha, có dòng chữ Made in Japan ở đây nè. Đây là số series, là tên mã và máy. Rồi, size 40 nha mọi người, size 40, kính sapphire, vỏ titan, mã số 6, giá 2,5 triệu. Thôi, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha, đeo cực kỳ nhẹ luôn. Dây còn rất là dài, độ cho mấy anh tay 18. Dây rất là dài ạ. Rồi, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha, lên tay rất là sang trọng và nhẹ nhàng. Mã số 6, giá 2,5 triệu. Tiếp theo mã số 7 ạ. Mã số 7 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Fubo. Con này là gần như là mới ha, thiếu cái hộp bỏ vô nó thành đồ mới ha. Đồ mới còn rất là cao, kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ ha, 316L.
máy skeleton lỗ trước lỗ sau ha, máy có hỗ trợ có tay 21 chân kính tự động automatic nha mọi người. Automatic tự động có hỗ trợ có tay, mặt dial màu xanh ạ. Lỗ máy trước sau luôn ha. Size mặt của em này là 42,5 ạ, size mặt 42,5. Rồi, dây khóa zin nguyên bản luôn ha, dây khóa có logo của Fubo nè, một thương hiệu nội địa Nhật. Đáy lỗ máy ha, và trên này có cái bọc này là để nó quấn cái mắt dây vào để chúng ta nó không bị lạc á mọi người. Để không bị lạc, em quấn mắt dây vào ở trong này luôn ha. Thì dây còn rất là dài, mấy anh tay to thì cứ yên tâm đeo thoải mái ha. Em này mã số 7, size 42,5, giá 2,5 triệu ạ. Máy cơ tự động 21 chân kính, tích cót 40 giờ, có hỗ trợ có tay nha. Máy chạy rất là chính xác, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Thương hiệu Fubo nội địa Nhật, mã số 7 ạ, size 42,5. Rồi, tiếp theo là một chiếc đồng hồ Orient. Con này chiếc đồng hồ nữ nha mọi người, nữ. Em này là hàng mới, chưa qua sử dụng ạ. Con này thì đợt trước em có bán rồi, thì bán được nhiều á, được đâu 1 2 3 anh, hai anh anh chốt, thì một anh chốt trước thì em gửi cho anh kia rồi. Còn một anh chốt sau em hẹn mà hàng về hơi chậm á, cái anh đổi ý anh không lấy nữa. Đó, cho nên là con này một con ha. Anh nào thích mẫu này thì chốt thì tặng cho mấy chị nè. Đây một em mẫu làm món quà rất là tốt, tại vì nó là hàng mới trầm trầm. Mấy anh mua làm quà tặng này rất là ý nghĩa ha mọi người. Size 31, kính sapphire nha. Kính sapphire là sapphire crystal. Bản nội địa, bản nội địa made in Japan luôn. Vỏ mạ vàng, kim cọc mạ vàng, có một ô lịch lọc nằm ở góc 6 giờ ha. Rồi, mới trăm trăm mọi người khỏi quan tâm về mặt ngoại hình ạ. Mức độ kháng nước là 50m, mấy chị sử dụng nước là thoải mái luôn. Rồi, em này hàng mới ha mọi người. Size 31, giá của em nó là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu, anh nào thích mẫu này thì chốt cho em nha. Tiếp theo mã số 9, giá 2,4 triệu, một chiếc đồng hồ Orient của Nam ạ. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Orient mặt trắng, mặt đều màu trắng ha mọi người, trải tia hướng về tâm, cọc số nổi và cọc số màu đen ha, kim cọc màu đen. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ạ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Japan, và con này là bản nội địa nha mọi người, bản nội địa. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản của hãng Orient nha, zin nguyên bản của hãng Orient. Phía sau này, phía sau này có dán cái tem bảo vệ phía đáy luôn. Nó tên mã nè, mức độ kháng nước là 50m. Toàn bộ thân vỏ làm từ thép không rỉ và dòng chữ made in Japan ha mọi người. Marker tự động automatic của nhà Orient, thời gian tích cót tối đa là 40 tiếng nha, chạy tương đối chính xác. Mã số 9, giá 2,4 triệu, size 42 ạ. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Dây rất là dài nên mọi người cứ yên tâm ạ. 2,4 triệu cho chiếc đồng hồ cơ đến từ thương hiệu Orient bản nội địa. Rất là đơn giản, kiểu dáng đơn giản, đeo rất là sang ha. Hồi nào thích mẫu này thì chốt giùm em.